Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Xây dựng trái phép trên đất phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư NU9, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của anh Trần Văn Mừng. Bản án sơ thẩm 15 năm tù cho người chồng giết hại vợ tại thị xã Mỹ Hào. Trước thực trạng giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 của Hưng Yên còn rất chậm, mới chỉ đạt 11,5% kế hoạch. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 741 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và các địa phương. Mở đầu hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đầu tư công là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt 11,5% bằng một nửa so với tỷ lệ trung bình của cả nước là con số hết sức đáng lo ngại. Hội nghị này nhằm phân tích đánh giá rõ thực trạng kết quả thực hiện, nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công để có các giải pháp đưa tỷ lệ giải ngân phải có sự bứt tốc trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2024, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết gần 12.400 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Đến hết tháng 5, toàn tỉnh giải ngân được gần 2.300 tỷ đồng, đạt 11,5% kế hoạch vốn được giao. Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý gần 13.000 tỷ đồng mới giải ngân được 5,3%, trong đó lớn nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất 10.900 tỷ đồng mới giải ngân được 3,4%. Nguồn vốn cấp huyện quản lý giải ngân đạt 15,3%, nguồn vốn cấp xã quản lý đạt trên 29%. Các địa phương có khối lượng vốn lớn và đã giải ngân đạt trên 35% là huyện Khói Châu, Ân Thi, Kim Động, Phù Cử. Ở chiều ngược lại, huyện Văn Giang đạt thấp nhất chưa đến 10% kế hoạch, thậm chí có chủ đầu tư chưa giải ngân được đồng nào. Nội dung chi tiết của hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã về dự sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2024 với chi bộ thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chi bộ thôn Hải Yến, xã Hải Triều có 159 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Ban Chi ủy chi bộ thôn đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6. Trong những tháng qua, chi bộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, lãnh đạo nhân dân trong thôn đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư văn hóa, đặc biệt là giữ vững danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu được công nhận từ năm 2021. Là thôn nằm trong xã thuộc diện sáp nhập địa giới hành chính trong giai đoạn 2023-2025. Chi ủy đã làm tốt công tác tư tưởng trong nhân dân, qua đó nhận được sự đồng thuận cao. Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới được chú trọng. Đảng viên chi bộ đã thảo luận sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 6. Nội dung thảo luận tập trung các nội dung trọng tâm về công tác phát triển đảng viên, giải pháp giải quyết ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại khu dân cư, giải pháp linh hoạt để thực hiện đề án 06 có hiệu quả dành cho đối tượng là người cao tuổi, sức khỏe, trí tuệ giảm sút và con cháu ở xa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã biểu dương những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của thôn Hải Yến nói riêng và xã Hải Triều nói chung. Đồng chí cũng đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của chi bộ thôn, đồng thời phát biểu chỉ đạo giải quyết các vấn đề đảng viên trong chi bộ thôn Hải Yến quan tâm. Xin lưu ý với các đồng chí là không chạy theo số lượng, không đánh đổi với chất lượng. Chúng ta phát triển đảng viên đến đâu phải chắc đến đấy, chạy theo số lượng, chạy theo thành tích. Ngày hôm nay, 3 năm, 5 năm sau lại phải đi rà soát sàng lọc, đưa đồng chí của mình ra khỏi đảng vì không đủ tư cách. Cho nên là trong phát triển đảng viên, đề nghị là chi bộ, chi ủy chúng ta rất coi trọng đến chất lượng của đảng viên. Để về nhiệm vụ trong cái thời gian tới đây, tôi đề nghị là chi bộ, chi ủy và các đảng viên trong chi bộ chúng ta tập trung đẩy mạnh công tác học tập tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương,
trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thông tin kịp thời đến cán bộ đảng viên và nhân dân tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những cái âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời một số vấn đề đảng viên kiến nghị về chế độ chính sách, luật nghĩa vụ quân sự, vấn đề trả lương hưu thực hiện theo đề án 06. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong tình hình mới, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa cho một số bộ phận cán bộ đảng viên. Đặc biệt, đối với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, cần được chi ủy quán triệt đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức để phòng tránh. Thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chi ủy cần quán triệt đảng viên thực hiện tốt hai nội dung trọng tâm trong tháng 6. Rèn luyện tư tưởng chính trị. Đây là tháng 6 là tháng các cháu đầu nghỉ hè rồi, học sinh sinh viên về quê, nên rất quan tâm đến công tác quản lý, tổ chức các hoạt động cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, bảo đảm nó an toàn. Về thu gom xử lý rác ấy, trách nhiệm của các hộ gia đình, các cá nhân trong việc thu gom xử lý rác tại nguồn, đấy là cần thiết. Ví dụ như đề án về sử dụng vi chất của Hội Liên hiệp Phụ nữ hiện nay đang triển khai, thì ta giảm bớt cái phát thải ra bên ngoài đi, các gia đình, các hộ gia đình tự xử, cái đấy là cái rất tốt. Cộng ý thức trách nhiệm người dân phải nâng cao, cả cộng đồng chung tay thì tôi nghĩ là mới có thể là xử lý được vấn đề này, nhưng mà ý thức trách nhiệm người dân là rất quan trọng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hải Triều cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng các cuộc họp chi bộ theo chuyên đề và thực hiện triệt để chuyên đề tại các chi bộ. Trên cơ sở đó, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, tạo thế vững chắc cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. Trước đó, chi bộ thôn Hải Yến đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5. Chiều nay, đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ với chi bộ thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Chi bộ thôn Trắc Điền có 34 đảng viên, trong đó có 19 đảng viên đang sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ phương hướng trọng tâm tháng 6. Đảng viên trong chi bộ đã tích cực trao đổi, thảo luận và đề nghị một số nội dung. Đó là tiếp tục duy trì mô hình mạ khay máy cấy và triển khai đồng bộ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay, quan tâm hỗ trợ kinh phí để địa phương có thêm nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp và quan tâm tới vấn đề phát triển đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả chi bộ đã đạt được trong thời gian qua và chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Đồng chí cũng gợi mở và đề nghị chi bộ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào tại địa phương, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc, Võng Phan, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục đẩy mạnh công tác phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, bảo vệ môi trường nông thôn. Chiều ngày 6 tháng 6, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã về dự sinh hoạt với chi bộ 2 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Tại buổi sinh hoạt, Ban Chi ủy Chi bộ đã đánh giá tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6. Trong tháng 5, Chi bộ thôn 2 đã làm tốt công tác tuyên truyền cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện chương trình 10 của Thành ủy Hưng Yên và xây dựng cảnh quan môi trường thành phố Hưng Yên xanh sạch đẹp. Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận cho ý kiến về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đóng góp vào dự thảo nghị quyết tháng 6 nhằm xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tế, có tính định hướng phát triển sản xuất, đồng thời đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt và những kết quả mà chi bộ 2 Đảng bộ xã Quảng Châu đã đạt được. Đồng chí yêu cầu ngay sau nghị quyết được ban hành, cấp ủy chi bộ cần triển khai tuyên truyền phổ biến tới tất cả người dân để người dân biết và đồng thuận thực hiện. Ngoài ra, cấp ủy chi bộ cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong chi bộ. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lữ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ sở, duy trì và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện đã vận động được trên 3 tỷ đồng,
kịp thời hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng theo quy định, tham mưu vận động tiếp nhận quản lý quỹ phòng chống dịch COVID-19 trên 4,1 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn như dự án đường nối 2 cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Đại hội cũng đề ra 9 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2024-2029 với các nhiệm vụ trọng tâm đột phá và các giải pháp cụ thể. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lữ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đại đoàn kết, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, phù hợp với thực tiễn, đồng thời nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, chú trọng công tác nắm tình hình nhân dân để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở, địa bàn dân cư. Đại hội đã hiệp thương cử 47 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lữ khóa 25 nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử 17 đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu hoạch gần 55% diện tích lúa xuân, năng suất lúa ước đạt trên 67 tạ mỗi hecta. Toàn tỉnh đã thu hoạch đạt trên 13.000 hecta lúa xuân, tập trung nhiều ở các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử. Vụ xuân này, năng suất lúa xuân tương đương năm trước đạt trên 67 tạ mỗi hecta, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm gần 70%. Hiện nay, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực vật lực để thu hoạch lúa xuân nhanh gọn theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, giảm thiểu những rủi ro do thời tiết gây ra. Cùng với thu hoạch lúa xuân, các địa phương đã làm đất được trên 4.000 hecta, ngả rực mạ được 500 hecta. Theo kế hoạch vụ mùa năm 2024, diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh gần 24.000 ha, phấn đấu năng suất bình quân trên 58 tạ một ha. Tỷ lệ gieo cấy lúa chất lượng cao chiếm trên 70% diện tích gieo cấy. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị các bạn, khu dân cư mới NU9 thuộc địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, mặc dù đã được quy hoạch đất lưu không để đảm bảo đường cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy giữa hai dãy phố là 3 mét, trong đó khoảng cách giữa không gian từ tầng 2 trở lên là 4,5 mét. Nhưng nhiều hộ dân tại khu dân cư đã xây dựng hết phần đất quy hoạch này, qua đó tiềm ẩn mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhà cũ đã 3 năm, mới thì đang xây dựng, hầu hết đều xây hết phần đất quy hoạch cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa cháy. Qua làm việc với đại diện chính quyền xã Liên Phương, bà Đỗ Thị Khánh, công chức địa chính khẳng định đã báo cáo tình trạng xây dựng nhà trên đất cứu nạn cứu hộ với cấp trên. Đã có hộ nào mà đã tháo dỡ và trả lại nguyên trạng chưa? Mới dừng ở đến cái giai đoạn là người ta cũng các hộ là nộp phạt theo quy định. Còn cái việc tháo dỡ thì địa phương cũng chưa yêu cầu được hộ nào mà đã tháo dỡ để trả lại hiện trạng theo đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cho biết, thành phố đã cấp giấy phép xây dựng cho 26 hộ. Trong tháng 5 vừa qua, thành phố Hưng Yên đã lập biên bản xử phạt 12 trường hợp. Tùy theo mức độ, trường hợp xử phạt cao nhất là 17 triệu 500 nghìn đồng như trường hợp chủ nhà có giấy phép xây dựng số 124, 125, 75, v.v. Mặc dù có những hộ đã nhận biên bản xử phạt gần một tháng nhưng đến nay chưa tự động tháo dỡ phần xây dựng trái quy định về trật tự đô thị theo quy định tại Nghị định số 16 năm 2022 của Chính phủ và nội dung biên bản mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên vẫn đang chỉ đạo giải quyết và xử lý các trường hợp vi phạm, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư. Công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn nói chung, không riêng gì là NU9, trách nhiệm của địa phương phát hiện trường hợp nào thì chúng tôi đều cho rà soát xử lý theo đúng quy định. Thì chúng tôi vẫn đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đôn đốc các trường hợp vi phạm đó chủ động khắc phục những cái sai phạm của mình. Số liệu từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 900 vụ, trung bình mỗi tháng cả nước xảy ra 150 vụ cháy. Riêng tháng 3 và tháng 5 là trên 180 vụ. Vụ cháy nhà trọ gần nhất là ngày 24 tháng 5 tại ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Để người dân nâng cao nhận thức
và thực hiện tốt về phòng cháy chữa cháy thì cần sự vào cuộc nghiêm túc của chính quyền các cấp, trong đó vai trò của chính quyền địa phương là rất quan trọng. Đặc biệt là nhận thức và hành động của mỗi người sẽ quyết định cho an toàn trong khu dân cư và trong chính ngôi nhà của mình. Tại thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, nhiều năm nay có một trang trại lợn nằm trong khu dân cư, hàng ngày xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tưới tiêu của nhân dân. Điều đáng nói, việc xả thải trên diễn ra trong một khoảng thời gian dài nhưng không bị ngăn chặn. Đó là trang trại lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Thành, nằm trên tuyến đường liên thôn Như Phượng Thượng sang Như Thượng Hạ. Qua ghi nhận, vào những ngày cuối tháng 5 năm 2024, nước thải chưa qua xử lý từ trại lợn đã xả trực tiếp ra mương thoát nước, dẫn xuống cánh đồng Mả Bàng. Nước thải tồn đọng dọc tuyến mương, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Có mùi thì hôi thối bẩn, chúng tôi chả tưới nước này đâu. Theo chủ trang trại lợn, mặc dù trang trại có xây dựng hầm bioga để xử lý nước thải, nhưng do lượng nước thải quá lớn dẫn đến nước chưa qua xử lý tràn ra ngoài. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên đề nghị xem hệ thống xử lý nước thải của trại lợn, nhưng chủ trang trại lại tức tử. Trại em đang dịch bệnh, em không được vào đâu. Gọi là cái bã nó ra thì nó lẫn cả cái nước mình rửa. Nhưng mà mình phải khắc phục như nào đi chứ? Vâng. Ngoài lợn thương phẩm để xuất bán thường xuyên, trại lợn của ông Thành lúc nào cũng có trên 50 con lợn nái. Trung bình lượng chất thải nước thải hàng ngày xả ra môi trường là rất lớn. Hiện nước thải trực tiếp từ trại lợn trên vẫn hàng ngày xả ra mương thoát nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong khu dân cư. Trước phản ánh của nhân dân, làm việc với phóng viên đài chúng tôi, lãnh đạo xã Long Hưng đã tiếp nhận thông tin và đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh việc xả thải của hộ chăn nuôi nói trên. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có giải pháp di rời trang trại để đảm bảo môi trường trong khu dân cư. Những ngày qua, câu chuyện về hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước ở thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi của anh Trần Văn Mừng được lan tỏa rộng rãi, khiến nhiều người cảm phục. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, trong lúc đang chơi gần ao làng thì không may cháu Nguyễn Xuân Thành Danh, sinh năm 2018 ở thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh bị ngã xuống ao. Khi đang chấp chới chìm dưới ao thì được người dân đi qua nhìn thấy hô hoán. Khi nghe tiếng chi hô, anh Trần Văn Mừng, quê ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, đang bán hàng rau sạch đó đã không chút do dự nhảy xuống ao để cứu người và nhanh chóng đưa cháu Danh vào bờ, sơ cấp cứu an toàn và gọi người nhà đi viện. Hiện tại, sức khỏe của em Danh đã ổn định. Hôm ấy vô tình là tôi đang nằm ở gốc cây thì được nghe tin, coi như là thấy bảo hô cứu người chết đuối, thì tôi cũng thực tế là nó thành một cái động lực. Thì lúc ấy là tôi cũng ra, nhưng mà thực tế là tôi tìm mãi không thấy. Thế nên một lúc tôi thấy thì thực tế là mình cảm giác như là nó có một cái gì đấy, nó rất là hồi hộp mà rất là phấn chấn. Thế thì cứu cháu lên thì tôi hô hấp thì cảm giác thấy cháu nó có cái động lực lại, thì cái điều đó là tôi rất phấn khởi. Với hành động dũng cảm cứu người bị nạn của anh Trần Văn Bừng đã góp phần lan tỏa hoạt động đẹp đầy tính nhân văn trong cộng đồng. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quang Sơn, trú quán tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào với tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024, tại phòng 6A06 CT2, chung cư Lạc Hồng Phúc thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Yên Hòa, thị xã Mỹ Hào, do mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng Đặng Quang Sơn, sinh năm 1986, và chị Lê Thị Mai là vợ Sơn, sinh năm 1987. Sơn đã dùng thanh kiếm bằng kim loại dài gần 1 mét đâm một nhát vào ngực bên trái của chị Mai. Hậu quả, chị Mai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó tử vong. Được biết, vợ chồng bị cáo Sơn sinh được 3 người con lớn nhất 12 tuổi, con nhỏ nhất 2 tuổi. Đại diện gia đình bị cáo có làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sơn. Tòa tuyên phạt bị cáo Sơn 15 năm tù. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.